Nhà đất Tư Chiến xin kính chào anh chị. Trong video hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các anh chị một căn nhà biệt thự siêu đẹp nằm trên 5m5 thuộc quận Khuê Trung, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là căn biệt thự có thể nói là siêu đẹp, vừa lên trên báo của rất nhiều tạp chí nhà đẹp của Việt Nam và thế giới. Và căn nhà này mới hoàn thiện xong hồi năm 2020. Và căn nhà này được xây trên diện tích là 200m2, bề ngang 10m, về dài 20m. Với kết cấu là 3 tầng và 3 tầng gồm có 5 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Và căn nhà được thiết kế rất là hiện đại. Và căn nhà này được thiết kế theo gam màu chủ đạo, gam màu trắng, tối giản. Đây, như các anh chị thấy thì rất là đẹp, thiết kế rất là lạ mắt. Và căn nhà này được sử dụng toàn bộ là nội thất cao cấp này, như gỗ laminate ăn cường, nhôm anode, phụ kiện cửa của Simex. Và thiết bị bếp là của Bosch. Căn nhà này được xây dựng trên con đường là 10m5, có lề 3m, nằm trong khu vực của trung tâm của quận Cẩm Lệ, cách trung tâm thành phố cỡ tầm 5 phút đi xe máy. Và cách các cơ sở ban ngành, sân bay hay cầu Rồng, cầu sông Hàn thì tầm cỡ 5 phút đi xe máy thôi. Rất là tiện lợi. Và căn nhà này được xây dựng với 3 tầng, cộng kết cấu là 5 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 sân thượng rất là rộng lớn, dành cho khu vui chơi của trẻ em, khu đọc sách. Và căn nhà này đang được rao bán với giá là 15,5 tỷ, với diện tích đất là 200m2, bề ngang 10m, về dài 20m, thuộc hướng Tây Nam. Ngôi nhà nằm trên hướng Tây Nam, thuộc phong thủy Tây Tứ Mệnh. Quý anh chị của chú nào có nhu cầu mua biệt thự để định cư tại thành phố Đà Nẵng có thể liên hệ bên công ty Tư Chiến để có thể dẫn đi xem trực tiếp hình ảnh thực tế ngôi nhà và thương lượng giá từ dân chủ. Và nhà đất Tư Chiến là công ty chuyên môi giới mua bán, ký gửi mua bán bất động sản nhà và đất tại thành phố Đà Nẵng. Quý anh chị hoặc cô chú nào có nhu cầu mua hoặc bán bất động sản tại thành phố Đà Nẵng có thể liên hệ với công ty Tư Chiến để có thể trao đổi và tìm mua đất định cư hoặc đầu tư tại thành phố Đà Nẵng nha. Vâng, nhà đất Tư Chiến xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị. Quý anh chị cô chú thấy video hữu ích hay thì có thể like hoặc là share hoặc là cho một sub để ủng hộ kênh của bên công ty Tư Chiến nha. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.